Nghệ sĩ Hữu Thành đất phương Nam qua đời ở tuổi 88. Nghệ sĩ Hữu Thành qua đời vào khoảng 2 giờ chiều ngày 1 tháng 8 năm 2021 vì tuổi cao sức yếu. Anh Trần Nguyễn Phan Duy Anh xác nhận ông ngoại anh là nghệ sĩ Hữu Thành đã qua đời tại nhà riêng hưởng thọ 88 tuổi. Được biết, nghệ sĩ Hữu Thành qua đời vào khoảng 2 giờ chiều. Trước ngày mất khoảng 2-3 tuần, ông vẫn còn hoàn toàn khỏe mạnh, nói chuyện bình thường với con cháu. Cách đây một tuần, ông mệt và rơi vào trạng thái không tỉnh táo, rồi chút hơi thở cuối cùng vào đầu giờ chiều nay. Gia đình sẽ đưa thi hài ông đi hỏa táng tại Nghĩa Trang Đa Phước, huyện Bình Chánh vào trưa mùng 2 tháng 8. Nghệ sĩ Hữu Thành sinh năm 1933 tại Bình Dương. Trước khi bén duyên với nghệ thuật, nghệ sĩ Hữu Thành từng làm nghề thợ mộc. Ông từng hát ở đoàn hát Thái Bình, đoàn hát Mộng Vân, Hoa Sen, Hương Mùa Thu. Sau 40 năm gắn bó với nghề cầm ca, ông được bầu làm phó trưởng đoàn chỉ đạo nghệ thuật Hậu Giang 2, nhưng chỉ làm trong một thời gian ngắn. Năm 90, ông về Sài Gòn và bước vào lĩnh vực điện ảnh. Nghệ sĩ Hữu Thành cùng thời với các diễn viên Mai Thành, cố nghệ sĩ Hồ Kiểng, ông tham gia hơn 116 phim và là một trong những nghệ sĩ đóng nhiều vai phụ nhất màn ảnh Việt. Ông để lại ấn tượng với khán giả qua các tác phẩm Dấu Chân Du Mục, Mùa Len Châu, Đất Phương Nam, Người Đẹp Tây Đô, vân vân. Một trong những vai diễn điện ảnh cuối cùng của nghệ sĩ là người ông trong phim Bắc Kim Thang do Hữu Tấn đạo diễn. Trên màn ảnh, nghệ sĩ Hữu Thành nhận được nhiều tình cảm của khán giả với ngoại hình đặc biệt là mái tóc trắng cùng với bộ râu dài, đậm chất nông dân Nam Bộ hiền lành chất phác. Những năm cuối đời, vợ chồng nghệ sĩ sống cùng với cậu con trai út trong một ngôi nhà thuê chật hẹp ở Sài Gòn. Cuộc sống khó khăn nhưng hai vợ chồng ông vẫn luôn vui vẻ, hạnh phúc.